Đây là một thế giới mà ai cũng có thể thức tỉnh dị năng. Thiên kiêu ngang dọc, thiên tài vô số. Nhưng trước mặt Nhất Bát Nguyệt đều là rác rưởi. Chỉ vì hắn đạt được hệ thống sâu xanh, có thể thông qua tiêu diệt hung thú vô hạn tăng điểm để nâng cao. Từ đó mà áp chế một thời đại, để lại truyền thuyết thuộc về hắn. Nhất Bát Nguyệt, mục đích cậu đến đây ta cũng rõ. Với tiềm năng của cậu, trở thành đệ tử của ta đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng có một điểm ta phải nói trước. Ta năm đó khi ra ngoài hành tẩu, tuy kết giao được một số bằng hữu, nhưng cũng đồng dạng thù địch không ít, sợ sẽ mang đến cho cậu tai họa sát thân. Như vậy cậu vẫn còn muốn trở thành đệ tử của ta không? Đệ tử nguyện ý. Nhất Bát Nguyệt không chút do dự, sắc mặt cung kính hành lễ bái sư. Đùa chứ, sự nổi lên của bất cứ cao giai dị năng giả nào đều không phải là không có gió tanh mưa máu. Tốt tốt tốt, từ hôm nay trở đi, cậu chính là đệ tử thứ 32 của ta. Đây là pháp môn tu luyện dị năng đỉnh cấp, pháp môn tu luyện dị năng cực hạn và tuyệt kỹ thân thể do sư phụ ta sáng tạo ra, thần bất diệt lôi đình. Pháp môn tu luyện dị năng không cần phải nói nhiều, là duy nhất của trường học. Ba pháp môn tu luyện dị năng đỉnh cấp. Còn về tuyệt kỹ thân thể khác, thần bất diệt lôi đình chính là sự đúc kết tâm huyết cả đời của sư phụ. Qua võ quán lôi đình và võ quán bạo hùng xác nhận, đánh giá là cấp BC. Tuyệt kỹ cấp BC. Thần bất diệt lôi đình chỉ có thể tu luyện với dị năng giả thuộc tính lôi điện. Tổng cộng 13 tầng. Mỗi lần thăng cấp, thân thể đều sẽ đạt được biến đổi tương ứng. Ngay cả ta hiện tại cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ 10. 3 tầng cuối cùng vẫn chưa được kiểm chứng. Tu luyện đến đầy đủ thì thân thể có thể đạt được ý nghĩa chân chính bất diệt vĩnh hằng. Ngoài ra, thân bất diệt lôi đỉnh cần cấp bậc dị năng giả nhất định mới có thể tu luyện. Giai đoạn này người trước tiên dùng pháp môn tu luyện dị năng cực hạn để thăng cấp. Sau khi thăng cấp, ta lại giúp con xây dựng nền tảng cơ bản của thân bất diệt lôi đỉnh. Ngoài ra con còn phải luyện quyền pháp. Luyện quyền pháp. Đương nhiên, trở tu luyện thần bất diệt lôi đình, thân thể của con sẽ tăng cường rất nhiều. Kết hợp với kỹ xảo chiến đấu cận thân và năng lực hấp dẫn lôi điện, sức chiến đấu của con sẽ được nâng cao rất nhiều. Đương nhiên, thuật sử dụng xả pháp ta cũng sẽ đồng thời truyền thụ cho ngươi. Thầy, con có thể hỏi, những kỹ nghệ này của thầy thuần thục đến trình độ nào rồi? Quyền pháp, xả pháp đều là cấp bậc tông sư. Còn về những kỹ thuật khác như đao pháp, kiếm pháp thì hơi kém một chút, chỉ là cấp bậc đại sư. Sau khi ra khỏi biệt thự, Nhất Bát Nguyệt thấy Tần Minh Dương cúi đầu thất vọng đứng tại chỗ. Không ngoài dự đoán lại thất bại rồi. Tần học trưởng, tôi đi đây. Đợi đã, kết quả bái sư của cậu thế nào rồi? Thành công rồi chứ? Thật sự thành công rồi. Chẳng lẽ thật sự là con trai của hiệu trưởng? Nhưng nhìn tướng mạo cũng không giống. Trong phòng tu luyện, Nhất Bát Nguyệt rất nhanh đã làm quen với phương pháp tu luyện của pháp môn cực hạn. Chỉ cần vận chuyển một chút, nguyên tố lôi điện xung quanh nền điên cuồng hướng về phía hắn. Quả nhiên là pháp môn tu luyện dị năng đỉnh cấp, những người cảm ứng được đều nhiều hơn pháp môn tu luyện dị năng tối thượng rất nhiều. Tiếp theo cũng không cần phải tu luyện từng bước một, trực tiếp tăng điểm cấm kỵ là được. Sâu xanh, tăng điểm. Cấp bậc nâng lên cấp bậc một hạ vị, tiêu hao 300 tỷ điểm năng lượng. Đột phá rồi. Thật ra tăng thêm hơn 100 điểm khí huyết, quả nhiên là pháp môn tu luyện đỉnh cấp. Tiếp theo chính là rèn luyện nền tảng của thần bất diệt lôi đình. Ngày hôm sau, Nhất Bát Nguyệt sáng sớm liền tìm đến viện trưởng. Thầy, con đã tiến giai cấp bậc một rồi. Nhanh vãi lều, ta đã từng thấy vô số thiên tài, cũng chưa từng thấy ai nhận được bí tịch. Chưa đến 24 giờ đã tiến giai thành công. Có lẽ là bộc phát sau này, vì con đã tiến giai rồi. Vậy thì đúng lúc rèn luyện nền tảng của thần bất diệt lôi đình cho ngươi. Nói xong, Dương Trần Thiên trong tay xuất hiện một phần tinh huyết màu bạc trắng, phát ra khí tức khủng bố và uy áp của long tộc khổng lồ. Đây là tài nguyên cấp ACC, tinh huyết của lôi đình bạo long cấp bậc thấp. Lần này đổi lấy tài nguyên cấp ACC cũng tốn chút công sức, nhưng may là ta đã gọi điện thoại cho hiệu trưởng, mới đồng ý đổi. Lôi đình bạo long đối với dị năng giả đương nhiên là không có gì, nhưng đối với loại dị năng giả cấp thấp như con, không khác gì độc dược. Cho dù là tiếp xúc da thịt cũng sẽ sản sinh cảm giác đau nhói. Tiếp theo ta sẽ dùng phượng hoàng chân lôi của ta cho con rèn luyện nền tảng bất diệt thân. Nhưng cuối cùng có thể hấp thu bao nhiêu tinh huyết thì đều xem ở con. Một cỗ uy áp mạnh mẽ hơn súng thần của Nhất Bát Nguyệt vô số lần, hình thành bởi màu đỏ máu,
tỏa ra khắp nơi. Toàn bộ phòng huấn luyện dường như đều vì sự xuất hiện của lôi đình này tập trung hấp thu năng lượng, không được lơ là. Nếu thất bại thì năng lượng sẽ không thể tích tụ, hiệu suất hấp thu chính xác sẽ giảm xuống rất nhiều. Sitojimer, đây đã là ngày thứ 5 rồi đúng không? Chỗ thầy vẫn chưa kết thúc sao? Vẫn chưa. Viện trưởng lần này sử dụng là tinh huyết hung thú cực kỳ hung ác, đang rèn luyện nền tảng cho Nhất Bát Nguyệt. Thời gian tiêu hao cũng sẽ lâu hơn một chút. Nền tảng bất diệt thần đã rèn luyện thành công. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Hiệu suất hấp thu chính xác của Nhất Bát Nguyệt lại đạt tới 98%. 98%? Cao như vậy. Trong hơn 20 đệ tử đã tu luyện thần bất diệt lôi đỉnh của lão sư, hiệu suất hấp thu cao nhất cũng chỉ là 92%. Bây giờ Nhất Bát Nguyệt phá kỷ lục đạt tới 98%. Hiệu suất hấp thu tinh huyết. Điều này chứng tỏ tinh huyết hung thú này vô cùng phù hợp với hắn. Những người khác đang nghĩ gì? Nhất Bát Nguyệt đương nhiên hiểu rõ, khi nền tảng thần bất diệt lôi đỉnh rèn luyện thành công, hắn liền cảm thấy có vô tận sát khí và cảm xúc tiêu cực như bạo lực từ sâu trong nội tâm bộc phát, sinh ra một loại cảm giác muốn phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh.